uống thử coi. Dạ trời, đúng rồi, bắt nhập viện luôn. Nhà nó nấu quá. Dạ. Quẹt còn quẹt cái nướng khô mực. Dạ đúng rồi ạ, cái này nướng khô mực đó bác. Dạ. Nó nướng khô mực mà quất chừng một chút xíu thôi, không dám đi lớn nữa. Dạ đúng rồi. Là nó chạy tới đâu nghe tới đó. Dạ. Trị mà về đau nhất thì ra thuốc bắc, nhưng mà thuốc bắc thì nó hốt nó cũng tự lưa, tại là mình phải biết cái gì. Dạ đúng đó. Rồi. Dạ. Chứ còn ra thuốc bắc thì nó không có đầy. Dạ. Nhưng mà khổ nổi là cái những cái món mà mình ngâm rượu á, dạ, theo như ở trong này con làm cũng đúng. Dạ. Là không nên phơi khô. Dạ đúng rồi. Phơi khô thì nó mất được cái tinh chất của cái dạ, cây. Dạ. Phải phơi dốt dốt xong rồi sao. Dạ đúng rồi ạ. Rồi mình ngâm thì nó tốt hơn. Dạ. Cái thuốc nào nó cũng thế. Dạ. Còn cái thuốc bắc mà nếu người ta là tao phơi dốt dốt để nó mốc. Đúng rồi bác. Bây giờ nhà bắt con không có dám nhận ấy đó. Bắt buộc nó phải phơi khô. Mà dạ, phơi khô thì cái chất lượng nó giảm. Dạ. Cái gì nó cũng thế thôi. Dạ. Thành ra vấn đề thuốc men chút cũng rành tham khảo. Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn ạ. À, dạ hôm nay con chào bác ạ. Con xin phép bác là con quay hình xíu. Dạ thì con đăng tải. Dạ bác giới thiệu bác tên gì bác? Chú Trần Đức Hiển. Dạ. Hiển. Bác ở thành phố ạ? À? Dạ ở thành phố bác ở quận mấy bác? Quận 3. Dạ ở quận 3. Dạ bác mới bị đau thần kinh tọa được hơn tháng nay ạ? Đầu 3 tháng. Dạ 3 tháng. Trước là bác bị gai cuộc sống. Dạ. Dạ nó bị thôi hóa đĩa đệm. Dạ. Là 4 là 5. Dạ. Giờ nó bớt cái đó là qua thần kinh tọa. Dạ đúng rồi, nó sẽ đau từ mông mà xuống bắt đầu nó teo. À. Dạ. Hiện tại là bác vẫn đang điều trị bên đông y hay sao bác? À, cũng lâu lâu đi vật lý trị liệu. Dạ. Lâu lâu vô dầu vô mỡ vậy đó. Bác có chích cái gì chưa bác? Không. Dạ. Thường con thấy họ đau quá, họ chích cái mũi gì đó bác? Cái đó là chích, gọi là chích nhớt vô trơn đó. Dạ dạ. Bác chưa có chích. Chưa có làm gì đó. Dạ. Cũng... Tại sao bác biết bên con ạ? À? Thì coi YouTube rồi mới thấy. Dạ. Long An này thì cũng quen nhiều. Dạ. Bên Lức thì ngày xưa mà cứ đi ngang qua đây hoài. Dạ. Dạ bác coi đâu chưa bác? Hả? Bác coi YouTube con đâu chưa ạ? À? Mới coi nó về vài tháng nay. Vài tháng nay và bác nay bác quyết định bác xuống. À. À. Mới coi là bác cũng theo dõi mấy tháng nha bác, ông bà của bác. Thấy xuống. Bữa coi thấy có tranh hình sự rồi đám võ đúng quả tập võ. Dạ. Dạ. Ừ. Ơi. Trời ơi, con lấy nước mời ông nè, với lại mời chú nè. Được rồi, rồi, rồi. Dạ, lấy nước nạp mời ông với mời chú đi con. Ra hôm trước chú có đặt rồi nó nói thôi để sáng chủ nhật. Dạ. Mà sẵn hôm nay có cái xe ấy này thôi kêu tôi xuống lấy luôn. Dạ. Chứ giờ đi hôm đa ê quá. Dạ. Ra hôm bữa thấy nó quay gì nó đi đâu thành phố mà. Dạ. Phải nó đem lên được, nó đi về nó đổ xăng mà nghe không có xăng kiếm bừa về đêm. Dạ đúng rồi. Dạ mời ông đi con. À, cảm ơn đó. Rồi cho chị chào ông bà cô bác nè. Con chào ông bà cô bác. Rồi cà rốt đi đến mời chú đi con. Mời chú. Rồi. Chào ông bà bác. Rồi đi vô. Chưa học bài hết đi nha. Mai. Cây gì bác? Cây ná ngũ chảo. Dạ cây ná ngũ chảo thì con thấy nó có một cái ná nó xòe năm bằng tay như mình nè bác nè. Năm lá biết rồi nhưng dạ, mà nó cây cái giống. Nó to cỡ cây này nè bác nè. Yeah. Dạ, thì mình nên mình bẻ. Cái đó mình phải biết chứ còn không biết cũng bẻ. Dạ. Bẻ rồi gặp bẻ mới trúng mấy cây xanh. Chúng tầm bậy tầm bạ hả bác? Dạ. Ngâm mà uống thì được rồi đó nhưng mà móc ra không sẽ không có được. Cho nên là mình dán mình kiếm cho chuẩn cây. Cái này thứ hai nó mình bệnh mà. Bệnh là mình cũng phải dán kiếm những cái đúng những cái cây đó. Không biết thì ông bà từng có là thấy rồi quay rồi lơ mơ đó ông bà ngâm vô là uống rồi, vô là thành ra dạ, cái quan trọng lá cây chứ còn cái nghệ đỏ với lại cái kia thì mình biết mình rành. Dạ. Nghệ cứu đồ này nọ. Dạ. Dễ rồi. Dạ.
nhưng mà cái ngũ trảo phải biết cái dân mà thuốc cái gì dân trồng cây kiển dạ. phải biết dạ. mình không có biết cái lá dạ. chứ ở cái ngũ trảo hình như ở Bến Tre cũng nhiều Bến Tre hả bác ừ. Thế con thấy mấy bà Bến Tre mà là nấu thuốc bà đâu có lấy ngũ trảo đâu dạ mà nó bây về bà bảy á dạ đúng rồi nói chung là ai mà biết thì họ vì họ ấy còn họ nhường sẽ cho những cái ông bà sau dạ đúng rồi dạ vậy là bác sĩ cho bác cái đeo cái đai luôn hả bác đi đâu xa đi đeo dạ chứ ở nhà là cũng đâu có cần thiết ạ à. Không ở nhà không thế tại vì cũng bị cũng 3-4 tháng rồi nên đó tương đối gọi là 90% cái lưng dạ chân muốn. Bác bây giờ cũng ấy này dạ. Giờ nó cũng muốn teo nó khôi phục lại bình thường rồi chứ dạ thì ta phải tập đi tới lui chứ đâu có nằm dạ. nó không bác nằm. Đi bác có phải vịn không bác không không phải dạ. cài trong à cũng có cái cây trong mà cũng dạ. cái cây trong dạ nó khỏe khỏe chứ không dám bị lại dạ thôi bác cứ thủ cái cây đi rồi khi nào bác cảm thấy cái chân bác vững rồi thì bác bỏ đúng cây rồi, từ từ nó tốt rồi đi dạ đi bác cũng đặt thuốc bên con à bác đặt mấy phần bác bữa trước người ta ta đặt hũ nó nói là hũ 8 lít mà toàn bên nước ngoài họ sử dụng không à Việt Nam mình chưa mà năm này với ấy tao coi tao thấy xuống mấy bà còn đòi bà già mà bà già chồng mà phải rót dạ phải rót thuốc qua nói bà này mát tay uống dạ anh Khánh với mẹ con dốc sáng giờ bác có uống thuốc tây không ạ à? Có à có ạ à. Tại vì nếu mà chưa uống thì con dốt cho bác nửa ly tại. Bác vì bác uống tại vì mẹ con cũng có mang thuốc tại bác uống đâu cho bác uống sáng sớm đi rồi mình sợ nó nhức à bác uống giảm đau ạ à? À bác uống giảm đau rồi con tưởng bác chưa uống thì con mẹ con có kêu nói là bác mà nhức quá thì dốt cho bác một miếng cho bác uống rồi để coi cái vị thuốc này mẹ ra là làm dạ không có uống phải trưa mới uống được dạ đúng rồi bác uống trưa bác phải buổi trưa bác lúc uống đầu kêu đi sông đa ấy chị trời ơi chết luôn đi sông đa là nhập viện luôn thật ra đi xa phải phòng ngừa uống viên ít ít trà với không viên mà vô cho nó giảm đau chút dạ bác cũng dám chứ bác ở nhà thì không uống dạ con nghĩ tại vì bác bị mới có 2-3 tháng nay thì bác uống này nhanh rồi tại nó có cái này nó thông máu bổ máu đó bác uống mà cái người bác dừng nên là đúng á còn bác mà uống với nước lọc là không có hiệu nghiệm đâu bác phải uống mà nó trong người bác nó có bác cảm giác nó đang chạy á đó thấy nhiều mười ông bà cô bác điện đi nó ủa sao nó cứ dừng người nó đúng rồi thì rượu mà dạ nó vô nó xâm nhập vô nó phải rằng bây giờ đừng dạ. nói về thuốc giờ mà rượu cao độ uống vô cái nó chạy rồi nghe dạ. dập đế vào đen dạ uống thử coi dạ trời, đúng rồi bác nhập viện luôn nhà nó nấu á dạ quẹt còn quẹt cái nướng khô mực dạ đúng rồi ạ cái này nướng khô mực đó bác dạ nó nướng khô mực còn quất chừng một chút xíu thôi không dám đi lớn nữa dạ đúng rồi là nó chạy tới đâu nghe tới đó dạ cái này phải uống tại vì nó phải ngâm rượu thôi bác còn uống bình thường là mình phải uống cái rượu kia dạ không rượu này về cái 45 độ chứ nó đi pha thêm chứ uống rồi cháy phổ cháy ra. Dạ không cái này bác đừng có pha không à, nó chuyện mấy dạ, nhậu á à, dạ đúng rồi còn cái này là bác uống xong rồi khoảng tầm cái này mình đây nó ngấm ra thuốc rồi cây dạ. nó nở ra thì dạ, nó đúng còn rồi. Bao nhiêu dạ. uống chung nhỏ dạ, nửa ni thôi bác chứ không có 100 đâu ạ uống nửa ni một ngày nếu bác lặn thì uống ngày 3 cử mà bác thấy nó giảm rồi thì bác uống còn ngày 2 cử nha bác mà bác thấy nó hết rồi thì bác uống tối khi nào đi ngủ bác hả uống một cử thôi bác cứ duy trì vậy khi nào nó dứt điểm thì thôi tôi nhớ không có con ghi lại không ôi có bác bài còn... không nhớ cho tao ở nhà cái gì cũng nhớ đâu ở nhà bác còn nghe còn coi YouTube bác nghiên cứu những cái cây mà dạ. trị về mà hen phế quản về phổi về gan trời ơi bác tao dạ. nó cũng bác mua cũng... về tự làm dạ dạ cái đó mấy cái món nó cũng dễ làm thành phố mua được dạ chứ còn ba mấy cái cây cái đặc trị mà về đau nhất thì ra thuốc bắc nhưng mà thuốc bắc thì nó hốt nó cũng tự lưa tại ra mình phải biết cái gì dạ, thuốc đúng đó rồi, dạ. chứ còn ra thuốc bắc thì nó cũng có đầy dạ. nhưng mà khổ nổi là
cái những cái món mà mình ngâm rượu á, dạ, theo như ở trong này con làm đúng, dạ, là không nên phơi khô. Dạ đúng rồi. Phơi khô thì nó mất được cái tinh chất của cái dạ, cây. Dạ. Phải phơi dốt dốt xong rồi sao. Dạ đúng rồi ạ. Đó, mình ngâm thì nó tốt hơn. Dạ. Cái thuốc nào nó cũng thế. Dạ. Còn cái thuốc bắc mà nếu người ta là tao phơi dốt dốt để nó mốc. Đúng rồi bác. Bây giờ nhà bắt con không có dám nhận ấy đó. Bắt buộc nó phải phơi khô mà. Dạ. Phơi khô thì cái chất lượng nó giảm. Dạ. Cái gì nó cũng thế thôi. Dạ. Thành ra vấn đề thuốc men chút cũng rành tham khảo. Mà, bác bình dược già mà ông bà nên bác cũng tham khảo. Bởi vậy mẹ con nói là hẹn 2-3 ngày có thuốc là ông bà vì làm liền không có để được, tại nhà con không có không có biết cách bảo quản như thế nào á, nó sợ mốc, cho nên là cứ kiếm được cây mà hẹn ông bà cô bác, ông bà cô bác cứ ngày đó tới ngày đó lấy thì ra đảm bảo vì cho nó còn chứ còn mà nó nói chung ra những cái thuốc đông y thuốc bắc cũng để lâu là phải xa. Dạ. Khô. Dạ. Nó thiệt là khô. Dạ. Đó, còn cái thậm chí mà thuốc ngoài Trung Quốc nó qua là nhiều cái thuốc nó về phải rửa. Nó bỏ chất bảo quản gì phải không bác? Nó dạ, xịt thuốc bảo quản để dạ, đâu không có mốc. Dạ đúng rồi. Người ta sợ. Cho nên mẹ con cứ đi kiếm những cái loại tươi tươi ở trong vườn á bác. Thành ra cái lá cây nó bất cứ một cái món nào đông y mà phơ dốt sao để tổ thì nó cái chất lượng của nó. Dạ. Cái tinh dầu đó còn nhiều, tại vì ở một quá này dạ, ông làm ông sếp đó giờ ông mất rồi. Dạ. Ông ba đắc phèn đó. Dạ. Mà YouTube rồi ở đây mình biết ông ba đắc phèn rồi mới. Bây giờ bả còn coi ở dưới đó. Dạ. Ra cái thuốc nào cũng vậy, chiết xuất ta chiết xuất từ cái dốt cái tươi chứ không có để mà phơi khô. Dạ. Cái nào thiếu thì bên con sẽ hỗ trợ vô. Dạ. Chứ còn ở thành phố thì không có cái cây gì hết. Dạ. Phải đi kiếm. Con nghe ở trên Củ Chi đó bác. Củ Chi họ nó phải cũng có nó. Củ Chi hóc môn. Dạ đúng rồi, hóc môn Củ Chi gì đó. Họ có lá ngũ chảo nhiều. Nhưng mà mình phải có người chị đang trà đó, em đi ấy. Thì đó đây bạch lên cho chú đi toilet cái cho con. Mình phải có người nhà đó mà với hơn nữa phải biết. Dạ. Củ Chi, Hóc Môn hay là trên Bến Cát, Bình Dương rồi đó. Dạ. Mấy cái khu rừng còn. Dạ dạ. Cái ở trên con, ở trên Củ Chi á thì họ cũng xuống con. Ví dụ những cái bông ngò gai thì họ lại không có. Có mình cái nắng ngủ chảo không? Là họ cũng đi xuống con. Không, cái bông ngò gai thì nó có mùa nắng nó đỡ. Dạ. Mùa mưa rồi nó cũng có tốt. Dạ đúng rồi. Dạ. Chứ cái nhiều lúc bông ngò gai đi gặp nhiều lắm. Dạ. Mình đặt ta cũng có vậy nhưng mà có mùa mưa. Dạ. Như là bông ngò gai ở nơi mà ta trồng rau ngò gai như Tiền Giang, Củ Chi các con. Dạ. Ngải cứu rồi thì dễ rồi. Dạ. Nghệ cũng dễ nhưng có cây ngũ chảo phải biết chứ không biết đưa vô ngũ ly bì nữa. Dạ. Cái lá nó nằm lá mà lá bự, còn cái cây ngũ gia bì thì cái lá nó nhọn. Dạ. Thì chắc ảnh hẹn cũng đông bác. Dạ. Chủ nhật nào là cũng chủ nhật tuần trước là 40 phần, bốn mấy phần mẹ con bốc bốn mấy phần mà hết đó bác. Dạ, tại vì kiếm được, tại vì trời mưa trời gió đó bác, đợt này nó cũng hơi hiếm á. Đúng rồi, mưa thì nó ba cái bông ngò gai. Dạ, nó hơi hiếm cho nên là mẹ con cũng người ta đặt 2 phần thì dán 1 phần trước đi, đợt sau mà có nữa mẹ sẽ con sẽ đưa vậy đó. Chứ đặt mà đặt nhiều quá, số lượng nhiều quá thì mẹ con cũng làm không kịp. Mà không có mùa nắng thì bông ngò gai mình về Tiền Giang nghĩ nhiều. Dạ. Trồng ngon. Dạ. Nhưng mà đến phải bông già bác ạ, chứ không phải là non mà làm được đâu. Cái gì cũng phải già hết, giống như cái lá ngũ chảo cũng vậy, cũng phải có bông, cái lá và cái bông luôn. Đó, chứ không phải mấy cái cây con mà bác bẻ ra bác vào làm là nó ngâm rượu nó sẽ bị chua hết. Đúng rồi. Dạ. Cái lá gì nó phải già. Dạ, nó phải già. Cho nên là mẹ con cũng phải dán, dán kiếm. Gia đình con là kiếm nồng sọc ông bà là cô bác nào có chỗ điểm già thì mẹ con sẽ mua lại vậy đó. Cái cây đó là sao không biết. Cây gì bác? Cây ná ngũ chảo. Chảo. Dạ, cây ná ngũ chảo thì con thấy nó có một cái ná nó xòe 5 bàn tay như mình nè bác. Năm, năm lá biết rồi nhưng dạ, mà nó cây nó giống. Nó to cỡ cái này rồi bác nè. Wow, yeah. Dạ, thì mình nên mình bẻ. Cái đó mình phải biết chứ còn không biết cũng bẻ. Dạ. Bẻ rồi gặp bẻ mới trúng mấy cây xanh. Chúng tầm bậy tầm bạ hả bác. Dạ. Ngâm mà uống thì được rồi đó, nhưng mà móc ra sẽ không có được. Cho nên là mình dán, mình kiếm cho chuẩn cây. Cái này thứ hai nó mình bệnh mà.
bệnh là mình cũng phải dán kiếm những cái đúng 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 những cái cây đó. Không biết thì ông bà từng có là thấy rồi quay rồi lơ mơ đó, ông bà ngâm vô là uống vô là thành ra cái quan trọng là cây, chứ còn cái nghệ đỏ với lại cái kia thì mình biết mình rành. Dạ. Nghệ cứu đồ này nọ. Dạ. Nó dễ rồi. Dạ. Nhưng mà cái ngũ trảo phải biết cái dân mà thuốc cái gì dân trồng cây kiển á, dạ. Phải biết. Dạ. Còn mình không có biết cái lá. Dạ. Chứ ở cái ngũ trảo hình như ở Bến Tre cũng nhiều. Bến Tre hả bác? Thấy mấy bà Bến Tre là nấu thuốc, bà đâu có lấy ngũ trảo đâu. Dạ. Bà nói bảy về bà bảy á. Dạ đúng rồi. Nói chung là ai mà biết thì họ vì họ ấy, còn họ nhường sẽ cho những cái ông bà sau. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Vậy ta để mà không có thì trên dạ. Cũng đỡ, ta cũng làm thêm một cái để dành đi lại cho dạ. Bà chị. Dạ. Ừ. Con cũng mong sao là bác về bác uống hợp thuốc. Rồi. Thôi dạ. Chào cả nhà nha. Dạ, giờ dạ, bác gì khỏe. Dạ. Rồi. Đây giờ này phải ní ní mặt xí nè. Dạ. Em làm bên ngành nhà nước cho nên em không có dám lên hình ông bà bác. Cho nên là anh em nãy giờ em trốn. Trốn mà bây giờ về gần về xíu xíu ạ, à, em xíu. Bác nhìn cái ngày đó bác uống luôn nha bác. Rồi rồi rồi. Dạ. Chị chế liệu lượng rồi biết hết. Đúng rồi, em bỏ đằng trước không gì nó va luôn mất công á. Đây em kêu là né né bớt đi rồi. Dạ, chào bác, chào ông đi con. Chào chú luôn đi. Rồi, bác về khỏe. Rồi. Rồi. Em bảo bác. Bác cũng nằm bên ngành dược cho nên bác hiểu về vấn đề về mấy cái ná. Nên bác cũng chia sẻ đó, là mấy phơi dung dốt thì nó vẫn còn tốt hơn, hơn là những sấy với này phơi quá khô thì sẽ không mất chất. Cho nên là bác cũng chia sẻ cho ông bà cô bác. Dạ, một lần nữa Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn. Chúc ông bà cô bác luôn luôn là bình an trong cuộc sống luôn, về dào sức khỏe luôn. Dạ rồi, chào tạm biệt ông bà cô bác. Khánh Thi, bye bye ông bà cô bác hay không? Bye bye ông bà cô bác. Rồi. Chị gì bye bye ông bà cô bác hay không? Khánh Vi. Khánh Vi nha. Khánh Vi ơi. Khánh Vi chào. Rồi, bye bye ông bà cô bác luôn.